có sao chứ Không sao Cẩn thận Hả? À, Hả? À. À, sao lại có thêm một người vậy Nè chúng ta mau thoát đi Còn người đó thì sao Chúng ta phải ở lại giúp cô ấy chứ Cô cô đừng có nói đùa chứ Chúng ta ở lại chỉ thêm vướng tay thôi Nên chào cho Quỳnh ấy thì hơn Nè đúng rồi đã hiệp Tôi giao chỗ này cho huynh chúng tôi đi trước Không khác mời Quỳnh uống ha yeah. Tiểu thư, cô không sao chứ Dư thôi, cô có muốn thử không Đi ngay, đi ngay, đi ngay Ờ, à, đi, đi, đi Ngươi lại Ta là người đi đường Ta chọn ngươi hay, ngươi nên dừng tay lại Nếu không ta không tha cho ngươi đâu Trời ơi đừng cử động nữa ngồi yên đi Quỳnh thử bị ám khí đánh trúng mông coi Xem Quỳnh có ngồi được hay không Nếu Quỳnh ngồi à. được với tôi hả tôi cho Quỳnh 10 ngàn lưỡng Thôi được rồi đừng có nói nữa Được 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 Nhưng mà vừa rồi nguy hiểm thì May mà có tử yên và người mặc áo đen đó cứu tôi Nếu không tôi đã rơi đầu từ lâu rồi <laughs> Rốt cuộc ai đòi giết Quỳnh vậy Kẻ muốn giết tôi không khó đoán đâu Khó đoán là người ra tay cứu tôi Sao phải tỏ ra bí ẩn như vậy chứ Hừm. Đúng vậy nếu là bạn bè lộ diện thì có sao đâu, chẳng lẽ, ấy, chẳng lẽ có nỗi khổ à, cho một lát, cho một lát. người cứu quynh thì quynh không biết là ai, còn người giết quynh, hình như quynh biết hắn là ai thì phải, cuối cùng là ai vậy? À, đâu cần phải hỏi, sát thủ nhất định do vũ văn phổ phái tới. Vũ văn phổ? Ừ, theo tôi đoán, lúc chúng tôi lẻn vào cấm địa đã bị mã tổng quản nhìn thấy lưng của tôi, cho nên vũ văn phổ mới đòi giết tôi nếu như tôi đoán không lầm thì chúng ta đang tiếp cận sự thật nhưng mà tiếp cận bằng cách nào đã tiếp cận đến đâu à, tôi vẫn chưa nói trước được vậy chúng ta phải cẩn thận hơn nếu là vũ văn phổ hắn sẽ còn tiếp tục hành động nữa một lần không được nhất định sẽ có lần thứ hai yên tâm đi tôi đây chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi <laughs> Yeah. Uhm. Cứu con với Sư phụ Cứu con với à. Đã xảy ra chuyện gì Sư phụ Sư phụ nhất định phải cứu con Tối hôm qua con bị một người mặc áo đen ám sát con Võ công của người mặc áo đen đó rất cao Cũng may tiểu ngư con phúc lớn mạng lớn Cho nên mới thoát khỏi kiếp nạn này sư phụ Vậy còn cô biết Người mặc áo đen ám sát con đó là ai không à, Tiểu ngư không biết được sư phụ sư phụ hãy bảo vệ cho con tiểu ngư là đệ tử của sư phụ mà không thể để họ giết hại cũng không biết lý do tại sao vậy bất nhị trang có khác gì mất hết uy tín chứ không còn tiếng tâm làm sao thu phục lòng người được cha yeah. nếu đây là sự thật vậy chúng ta phải điều tra cho rõ xem sau lưng chuyện này có âm mưu gì không đúng vậy đúng vậy tiểu <laughs> ngư có yên tâm trong bất nhị trang tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện được phá tổng quản dạ yeah. điều tra rõ chuyện này cho tôi dạ yeah. <laughs> đa tạ sư phụ đa tạ sư phụ sư phụ nhất ngôn cửu đỉnh có câu nói này của sư phụ như vậy mạng của tiểu ngư sẽ được an toàn rồi con yên tâm ở trong bất nhị tràng không ai dám đụng đến sợi tóc của con đâu đa tạ sư phụ <laughs> giết một con ruồi ông cũng sơ sẩy ông đúng là quá sơ ý rồi à, tôi khả năng chết nếu không có cao thủ cứu hắn thì bây giờ hắn đã trở thành cô hồn ngạ quỷ rồi Kẻ cứu hắn là ai? Ờ, thuộc hạ cũng không biết rõ. Chỉ có điều, võ công của hắn rất cao cường. Chiêu thức, đội công, không giống đệ tử danh môn chính phái của trung thổ. Tại sao trong bất nhị trang lại có cao thủ vậy? Chân chủ à, có cần tôi đi điều tra xem sao không? Để tối tà sáng, có điều tra được hay không? Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Xem ra, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Ờ, còn, còn tiểu ngư đi... thì sao? Hắn đã làm như vậy rồi Tạm thời không thể giết hắn được Không lẽ phải cam chịu Cho hắn đi đi lại lại trong bất di trang sao Không thể như vậy Kế hoạch của chúng ta đã đến giai đoạn cuối rồi Tạm thời không nên gây thêm rắc rối nữa Tiểu ngư và vô kỵ chỉ là hai con ruồi thôi Muốn tống cổ họ Đâu có gì khó khăn chứ Ý của trang chủ là lắm đó 366 Đây là cậu Đáng khen Người cứu tôi hôm qua chính là Huynh có phải không Lại có người đòi giết Huynh sao Quả nhiên là Huynh Chính Huynh đã cứu tôi Tôi chỉ biết giết người Không biết cứu người đâu nè đưa tôi. À, tôi vừa hái được một số nấm rừng rất là thơm, tôi nấu cô ăn nha. tóc bạc của tôi hình như không giảm bớt chút nào. ờ à, giảm nhiều rồi giảm nhiều rồi. cô à, coi cô coi, coi, coi à ít ra nó không mọc thêm nữa ổn định rồi ổn định rồi. thuốc của Quỳnh tôi đã uống được một khoảng thời gian, sao vẫn chưa thấy hiệu quả gì? ờ à, có lẽ do thể chất của cô không thích hợp với mấy cái loại thuốc của tôi bây giờ quỳnh mới biết sao ờ à, lúc đầu tôi cho rằng tôi có thể thành công được có cô phải quỳnh cố tình kéo dài thời gian muốn giữ chân tôi ở lại không à, không 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 tuyệt tuyệt đối không có đâu hay là gì tôi uh, sẽ cho cô thử phương thuốc khác nhưng mà cần phải tìm thêm mấy loại thuốc quý hiếm nhất thời như thế này tôi không dám chắc mình sẽ tìm được đâu Vậy sao? Ờ à, hay là gì? Tôi lập tức đi tìm cho cô, cô yên tâm, tôi hứa sẽ trị khỏi cho cô ha. <laughs> mày đâu cho thoát, mày đâu cho thoát. Hả? Được rồi. Trời ơi Không phải loài này Xin lỗi nha, xin lỗi nha, bay đi Dứt vả cả buổi trời Cuối cùng nó bắt được rồi Công chủ à... May quá cuối cùng vẫn còn. Quynh đi chơi vui thật đó. À, cô chủ à, cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải đi chơi mà là tôi. À... Quynh muốn làm gì là chuyện của Quynh. Tôi không muốn đếm xỉa tới. À, cô chủ đợi đã, đợi đã. Đây nè, nè, cô đi đâu vậy? Tôi đi đâu mất mới gì Quynh? Tôi là đại phu của cô, tất chi mất mới tới tôi. Ơi, <laughs> à, đợi đã, đợi đã. Cung chủ à đợi tôi Cung chủ Cung chủ ờ, Có chuyện gì vậy ta Tôi cho tôi có biết đâu Lấy coi thử để coi sao? Thì bởi vậy Thấy mua đen mua đỏ vô coi thôi Có biết gì đâu Nói à, 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 Tôi không biết Tôi chỉ nghe kể bao nhiêu đây thôi Tôi đã kể cô nghe hết rồi à, Hôm đó cô đi vắng được một hồi á Thì có người xông vào họ giết hết đám đệ tử của cô luôn à cũng may á tôi phúc lớn mạng lớn đúng lúc tôi đi vắng nếu không chắc tôi cũng tiêu mạng luôn vậy số nữ đệ tử của tôi đã chôn cất tại đâu tại họ không có thân nhân cho nên đã mang chôn trong bãi tha ma luôn rồi cô chuyện gì nữa không à, tôi 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 chỉ biết bao nhiêu đó thôi nữ hiệp tha mạng nữ hiệp tha mạng cô chủ à cô để tôi hỏi thì tốt hơn đó cô làm vậy là bất cung sẽ không hỏi được gì đâu vậy cho tôi hỏi đi à, đa tài nữ hiệp tha chết cho tôi cô ra ngoài kia đợi tôi một lát Ê, đa tạ, đa tạ À, xin lỗi nha Có lẽ do cô ấy nôn nóng muốn tìm lại được thuộc hạ của mình Nhất thời nôn nóng nên làm vậy thôi Ông hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe Thế nào rồi? Ta chứng quầy đó nói Lúc đó chỉ có bốn xác chết thôi Vậy là vẫn còn hai người thoát chết Là may hay rủi vẫn chưa biết được Chỉ cần họ còn sống Tôi nhất định sẽ tìm được họ Đi Nè Tại sao ta chuẩn quỳ lại kể cho Quynh nghe nhiều chuyện như vậy Cô dùng võ công quy hiếp người ta Khiến người ta phải sợ cô Làm sao người ta dám nói nhiều được Cô nghĩ có phải không Xem ra tôi bên cạnh cô Đã phát huy được tác dụng rồi Đi mau Đừng hồng <laughs> Wow Thơm thiệt đó Tôi biết cô trốn trong bức nhị trang Hàng ngày đều ăn những món không ra gì Cho nên khờ khảo luôn Thành ra tôi dẫn cô ra ngoài này ăn món ngon nè Ăn đi Nè, lát nữa sẽ đi đâu tiếp đây Thí dụ như đi ứng trân trảng ăn thịt nướng mật ong Hay là đi ba thục cư ăn lỗ cây <laughs> Ê, Còn món vịt quay ở Nam Phong Đình Cũng nổi tiếng không kém đâu ừ. Hình như món nào cũng hấp dẫn lắm ừ. Hay là như vậy đi Chúng ta đi ứng trân trảng ăn thịt nướng mật ong trước Hôm khác tôi sẽ dẫn cô đi ăn thử từng món không cần phải vội Hay đó hay đó <laughs> Tôi chưa nói hết Cô coi cô kìa, đã chảy nước miếng rồi kìa <laughs> Xin lỗi, đâu có nó, mà chồng tôi hả? Đừng 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 cô giết tôi chết. Nè, cô giết tôi chết, ai đưa cô đi ăn món ngon? <laughs> là dòi rồng đó Là công chủ Có thật không Qua trời từng cánh là phương pháp mà công chủ triệu tập chúng tôi đó Hả Chỗ lạ người cũng lạ Kể cả cách triệu tập cũng lạ hơn người ta Đi mau lên Ờ à. Cho dù là không vui Cũng không nên trút giận lên cánh qua Ờ ừ. ừ. công chủ. Tử Yên cô không sao chứ? Tử Yên không sao. Tôi cũng không sao. Tôi đã đoán được công chủ sẽ không sao mà. À, thì ra mấy ngày không gặp. Quỳnh đi theo người đàn bà hung dữ đó hả? Hả? Công chủ bị thương, tôi điều trị cho cổ tôi Ô, ngày đêm bên nhau. Cũng phải có chuyện gì đó xảy ra chứ, chẳng hạn như, chí, chí, chí. hả? Vậy cậu và Tử Yên ngày đêm bên nhau, hai người có cô... không? <cười> <cười> Nói chuyện <dữ> dư <dữ> hơn. <laughs> Công chủ, nhóm người của Thúy Hà đã... Tôi đã biết rồi. Nợ máu của thiên môn, tôi nhất định phải tính với họ sao. Nè, Tử Yên, cô trốn thoát bằng cách nào vậy? Là tiểu ngươi đã cứu tôi. Là cậu à? <laughs> đúng 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 cung chủ chính là tiểu ngư tôi Ê, không ngờ đã lâu ngày không được gặp công chủ cô vẫn xinh đẹp như thường minh nguyệt thần công lợi hại thiệt quá lợi hại luôn <laughs> không định nói vậy à, à, rõ ngoài cô ra vẫn còn một đệ tử thoát chết là đông duy tôi đến thay bạch Cư nhưng không thấy cô ấy đâu cả chúng ta đi tìm cô ấy ừ đi ê ê đi rồi đi rồi đi à, không cần tôi đâu các chị cứ từ từ cứ, đi. từ từ cứ từ từ cứ từ từ đi. Ch 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 hả? chờ Đè. chờ tôi chờ tôi với kêu họ xéo đi cho tôi à, công chủ nếu tôi đếm đến ba tiếng họ còn nằm trong tầm nhìn của tôi tôi sẽ giết họ ngay ờ à. à cung chủ à thương tích của cô à. một à, chờ đi. À, đi 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 tôi đi ngay tôi đi ngay tôi đi ngay tôi đi ngay nhanh à, cung chủ à thật ra tôi à... hai được rồi các người đã chọc giận cung chủ mau rời khỏi đây đi à, trời. đi mau trời ơi đi à. thôi mau lên ba à. hả thôi à. <laughs> <laughs> Đông Duy Đông Duy Cung chủ Cô ấy bị thương rất nặng Cung chủ Rốt cuộc tôi đã chờ được cô Rồi tôi, tôi không dám đi khỏi đây Tôi Cô đừng nói gì hết Tôi nhất định sẽ trị khỏi cho cô à, Có việc rồi, đi mới lên Đi Cô ấy bị đồi thương rất nặng. Cần tìm chỗ để trị thương. Nó không có giữ tính mạng. Ờ, à, tôi biết một chỗ. Theo tôi. Không sao đâu. Cô cứ yên tâm. Amico này rất yên tĩnh. Nè? Ê. Ê. Sao Quỳnh lại tới chỗ này? Chỗ này rất à. yên tĩnh. Không có chỗ nào tốt hơn đâu. chuẩn bị một số giải khô đứt nóng thao không chuẩn bị thảo ô ma quỳnh đăng quỳnh và quỳnh quỳnh cho tôi mau lên mau lên mau lên đi ờ à. à. mau đi mượn cây đàn dầu cho tôi để tôi tiêu độc kim bạc sao còn đứng đó không kịp cứu cổ tôi tính sổ với cô nào cô thấy đỡ hơn chưa đỡ nhiều rồi đa tạ <laughs> vừa rồi á cung chủ và tự yên lo cho cô lắm đó nhiều chuyện Được, được, được Cho là tôi nhiều chuyện được chưa Cung chủ không có lo lắng hoài toàn không có Tại vì dạo này kinh tế khó khăn Cho nên Minh Nguyệt Cung không có gạo dư để nuôi người không quan trọng Cho nên ước gì Đông Duy mũi mũi có thể Câm miệng Rõ ràng là rất quan tâm mà Nhưng lại không chịu thừa nhận Khó hiểu Người của thiên môn Đã thương cô như thế nào Hôm đó sau khi cung chủ ra ngoài Tôi đi mua chút vật dụng thường ngày Sau khi tôi trở về Thì nhìn thấy Đi Không có ai hết Nghe đây Các quân ở lại đây coi chừng để phòng Nguyên Nguyệt trở về Tôi về phân đại cây dạ. Okay. Yeah. Yeah. đầu Vừa rồi ngươi may mắn chạy thoát được Bây giờ ngươi là quay về đây Quỳnh để đâu Có nên thai không <laughs> Dễ quá Lên <laughs> họ bỏ đi Tôi ráng nhìn đau Để leo lên bờ Sau đó tôi lẫn trốn bên ngoài thành Tôi tin chắc cung chủ nhất định sẽ trở về Cho nên dù vết thương tôi ngày càng nặng Tôi cũng không bỏ đi Để nhằm báo cho cung chủ biết Để còn kịp đề phòng Đơn duy Nhất giả cho cô rồi Không dám cung chủ Cô phải trả thù cho những tỷ mùi đã mất Mối thù đó Tôi nhất định sẽ trả Tôi bắt họ trả lại gấp 10 lần <laughs> Đa tạ cung chủ Ờ, à, Sư Thái à Là phiền sư Thái mới quan tâm Thi chủ cứ yên tâm Ờ, à, Đa tạ Cung chủ Tôi lấy tên của cô gửi tiền cúng dường Các chị có thể tạm thời ở lại đây Chỗ này nằm ở ngoại ô Ít đây là giảng Vừa sạch sẽ là vừa yên tĩnh nhưng mà chỗ này có phần hơi thú thốn Mong cô thông cảm cho Ờ à, Hay là vậy đi Ngày mai tôi đến thăm Đông Duy sau Vậy Quỳnh về đi Nè 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 Quỳnh đến để thăm Đông Duy hay là thăm ai Cậu này <laughs> Được đi thôi Đi Đi về Về bất nhị trang À Tôi quên mất tiêu Cô đã tìm được cung chủ của cô rồi Tôi đúng là ngu ngốc mà Mấy ngày qua May mà có huynh đó Sao tự dưng cô lại Đột nhiên khách sáo với tôi vậy Đúng là giống y như Một tên ngu ngốc khờ khạo ngây ngô vậy đó Quynh còn nói tôi ngu ngốc Tôi sẽ chặt đầu Quynh Ê, đó. Như vậy mới đúng chứ Như vậy mới giống cô Cô đừng có quên nha Tôi còn dẫn cô đi ăn gà bá dương và lẩu cây đó Hả Tôi đi á Nè nè không đành bỏ đi hả <laughs> công chủ Tôi đã hầm băng sơn tuyết liên Có lợi cho việc cô điều trị nội thương Tử Yên Khoảng thời gian này vất vả cho cô lắm Cung chủ Sau khi tôi và cô thất lạc Lúc nào tôi cũng nhớ tới cô Bao nhiêu năm qua Do cung chủ nuôi tôi Dạy tôi Dạy tôi tất cả Nếu như không có cung chủ Tử Yên không biết mình sẽ như thế nào Cho nên sau khi cung chủ mất tích trong lòng tử yên lo lắng không yên tử yên rồi sẽ có một ngày tôi phải bỏ cô mà đi cô phải học cách tự chăm sóc cho mình công chủ tử yên không muốn tự lập tử yên sẽ theo hầu công chủ suốt đời Quynh và người đàn bà hung dữ đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói đi hôm khác tôi kể cô nghe nè không nên tỏ ra bí ẩn như vậy nói đi hả không nói được Quynh không nói cũng không sao tôi nhất định sẽ hỏi thăm được thôi Quynh có biết biệt danh của tôi là gì hay không tên gì chứ ngư bà tám <laughs> cô đáng tự hào không vậy nhưng ít ra cũng là biệt tài của tôi mà <laughs> đừng có nói nữa nghỉ ngơi cho khỏe đi ngày mai còn gì phải làm ê, ê, làm những công việc gì ngày mai nói sao nè 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 cứ hay bí mật như vậy Không thành vấn đề Ngư bà tám tôi không phải chỉ có huy danh thôi đâu Phen này sợ đứng tim Sao khi không cô lại nấp sau lưng tôi vậy Đi đâu vậy Sao khi như vậy mới về nhà Đâu đi đâu đâu chỉ đi dạo cho cho vui thôi Thật sao Quỳnh đói bụng không Tôi khi nhà bếp nấu cho Quỳnh ăn Ý ý kiến hay đó hay là như vậy, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cho đã, chúng ta đi ăn cơm, sen tuần rồi hát tới sáng mới về. <laughs> hay lắm. Cô yên tâm, tôi trả tiền. Chuyện đó đương nhiên, Quỳnh là đàn ông đó. Nè nè nè, nè. không phải vấn đề là đàn ông hay đàn bà mà là tôi từng hứa với cô. Quỳnh hứa cái gì? Tôi từng hứa tôi sẽ chịu trách nhiệm đó. Hmm? Chịu trách nhiệm? À, tôi về vô kỵ rủ cô ra phía sau núi. <laughs> Thật ra tôi lợi dụng cô để đánh lạc hướng của bọn họ sau đó tôi và du kỵ lén lẻn vào trong điều tra vì chúng ta là bạn thân với nhau chính tôi đã lợi dụng cô <laughs> cho nên tôi xin lỗi cô tôi sẽ gánh chịu hậu quả mà chịu trách nhiệm mà huynh nói là à chịu trách nhiệm mà tôi nói là mời cô đi ăn cơm xem tuột đi hát đi ăn tối ừ? ấy nếu như cô cảm thấy chưa đủ tôi sẽ cộng thêm đấm lưng xoa bóp cô thấy sao là huynh đệ không vấn đề gì chúng ta là huynh đệ tất nhiên rồi chúng ta đã từng hoạn nạn có nhau sao hả cô không xem tôi về vô kỳ như huynh đệ hả sao cô vô tình vô nghĩa quá vậy huynh quân... sao đây À, chẳng lẽ cô muốn tôi mời cô đi di hồng diện sao nhưng mà tôi không phải keo kiệt đâu cô biết không tại tôi cảm thấy khó xử thôi tại vì hình như trong đó không có nam ngồi nam ngồi tiếp đủ đâu đủ rồi huynh à, à. chết đi à, à, nè, sao cô lại đánh tôi nữ nhân đúng là rắc rối mà Chứ... Tiểu Ngư ừ. Song Song đã nói gì với Quỳnh vậy Nữ nhân đúng là rắc rối mà Quỳnh đã nói gì với cổ Nói gì đâu có gì đâu mà nói Sao tự nhiên dạo này Quỳnh nhiều chuyện vậy Ý khoan đã khoan đã Sao Quỳnh nghe thấy tên Song Song lại tỏ ra căng thẳng hả ừ, Hả À có phải Quỳnh đã làm chuyện gì có lỗi Trong lòng Quỳnh có bí mật à hả? Đâu có chuyện gì không thể nào đâu Quỳnh khờ lắm Nè tôi mới xuống bếp lấy đó Mà ăn xong đi đồ ngủ nè tôi ăn no rồi ờ à, vậy hả tôi còn tưởng Quynh chưa ăn đó <laughs> Quynh tưởng tôi là tử yên sao mua đồ về cho cổ ăn xem bộ quên đã quen ở chung với cổ rồi tôi tôi không quen ở chung với ai hết á nhất là tôi không quen ở chung với người đàn ông nhiều chuyện như quên đây <cười> <cười> Vũ kỳ Tướng ngư tôi ngư dậy đi dậy ừ. đi mau dậy đi à. mau đi làm việc kìa tôi tìm Vũ Kỵ nha đừng có ngủ nữa à, nhanh à. À, lên à, nhanh tay lên đây à, nhanh lên chút đi đỡ giờ rồi nhanh lên lời mê không à dạ 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 biết rồi à. Cung chủ Hình như không có chuyện gì đáng nghi Tất cả mọi người đều đáng nghi Nhìn tin chứng quầy đó Nguyệt Thái Dương nhô lên Là nội gia cao thủ Cô xem tiếp đi Số công nhân bốc xếp Những bao gạo đó ít nhất cũng khoảng 100 cân Nhưng thấy họ hoàn toàn không tốn chút sức lực Họ đều là cao thủ hàng đầu đó Cung chủ nói không sai Đây chắc chắn là phân đạo của thiên môn là minh nguyệt công chủ à các ngươi là người của thiên môn <laughs> tôi không hiểu cô đang nói gì mãi cho đến giờ vẫn chưa dám công khai lộ diện người của thiên môn các người có khác gì so với bọn đầu trộm đưa cướp được thôi minh nguyệt công chủ xem như cô có bản lĩnh không ngờ cô dám tìm tới đây đây là phân đà thứ 32 của thiên môn chúng tôi đang muốn tìm cô nhưng không ngờ cô tự tìm tới đây nói Môn chủ các người đâu Nếu người nói rõ tôi sẽ tha cho các người được toàn thay Cô muốn gặp bên chủ của tôi à Cô không đủ tư cách đâu Lên Dạ yeah. Tôi hiểu công chủ Cô ấy bị thêm môn đột kích Sau đó buộc phải ăn áo để diễn thương đối với một người kiêu ngạo như vậy mà nói là nỗi nhục lớn cho nên nhất định phải trả thù cho nên quỳnh đoán chắc hôm nay cô ấy ra tay hả trời ơi võ công của cô ấy chỉ hồi phục năm phần không phải đối thủ của hưng đâu chúng ta cũng đâu phải là đối thủ của họ cộng chung lại thì đâu có sao đi mau lên à, à, nhanh lên à. nhanh lên qua cầu rồi sẽ tới tiệm gạo chính lương à, à, à. sao các quay lại đến đây Này này này, nè khoan chuyện đó để nói sao đi đây là minh người thần công

Nói Tổng đạc của các người ở đâu Môn trùng của các người ở đâu Họ đã chết rồi Độc dược chấu trong răng Bọn người này thật khủng khiếp Đánh không lại thì tự tử Nè 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 Nếu như tôi là họ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi tử yên chúng ta đi Công chủ cô không thấy lạ hả tại sao bọn họ phải dùng tiệm gạo để làm vỏ bọc có lẽ trong đó có manh mối của thiên môn ê tiểu Ngân sao vậy tôi không biết nữa có lẽ ở trong đây có phấn à, hoa tôi hay bị dị ứng lắm à. Nè, cái gì coi Đây là gì Là thiên lưu, thiên lưu quanh Thiên lưu quanh là ám khí độc môn của thiên môn Nghe nói được chế tạo từ thuốc nổ Chỉ có ở tây Dực Là thuốc nổ này dễ bén lửa Sức công phá rất khủng khiếp Là một loại ám khí đáng sợ Thường đại ca, không ngờ quên cũng biết về loại vũ khí này đó à, à, Chỉ nghe kể mà thôi Tôi chịu hết nổi rồi Cái gì cứ tiếp tục tôi ra ngoài để hít thở đi Không khí trong lành đây con chủ của qua xem Có phát hiện gì không à... Hình như đây là Sổ sách của họ đó Trong này không ghi gì hết Ngoài trừ ngày tháng thôi à, Ngày tháng nào vậy Mùng 8 tháng 8 Mùng 8 tháng 8 là ngày lễ gì Liệu có phải Có chuyến hàng quan trọng gì cần nhập không ừ. Đây mới là sổ sách Giao nhận hàng của họ Vậy mùng 8 tháng 8 ý là sao À, tôi biết rồi à, à, Mùng 8 tháng 8 là ngày Cử hành đại hội liên minh các đổ phường chứ đâu Đúng đó Sao tôi nghĩ không ra vậy Xem ra ngay trong ngày đó Phải có âm mưu lớn gì đấy Có lẽ là gì Được Đến hôm đó người của thiên môn nhất định sẽ đến Tôi sẽ ôm cây trời thỏ Để rửa nỗi nhục Nè, mãi cho tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp nữ nhân thập toàn thập mỹ đó Ê, Vậy là cậu không biết thưởng thức rồi Nhưng mà sau khi quen biết công chủ đây Xem như đã tìm được thập toàn thập mỹ rồi Vậy còn hai phần đó là gì? Là đẹp ngoại hình và nổi tấm Đứng lại coi Được, 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 được rồi Hả? Mọi người nhìn xem ừ hả ừ. Ừ. rất tiếc không phải loài này <laughs> đàn ông con trai gì mà đi bắt bướm <laughs> Đừng cử động Đừng cử động Hổn đi Không được vô lệ với công chủ Ê. Tôi không có Tôi chỉ muốn bắt bướm thôi mà Dư hơi Đi Tránh ra nè. nè Không sao chứ Quên đang bắt bướm hay là bước bông vậy Dĩ nhiên là tôi bắt bướm rồi Ừ một người giống tâm thần Một người giống điên khùng N Này 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 này, này, ừ. ăn nói cho đàng hoàng nha Sao lại có hai người Kẻ bắt bướm chỉ có một thôi Không có phần của tôi Ê hey, tôi mặc các người đó Này này Quỳnh đứng lại Không được đổ quan cho tôi à. Cung chủ Chuyện gì vậy Chẳng lẽ đã gặp rắc rối gì sao Không có Thần công của cung chủ Bọn giàu cháu quả cháu trắng đó Đâu phải là đối thủ của cổ chứ Nhưng mà tại sao cũng chủ lại Tất cả đều do ân nhân của mạng của cô gây ra đó <laughs> Sao vậy Mà tôi dơ hay sao Đúng là dơ thật Nhưng là miệng Ồ à, Vậy để tôi lo lại Tôi không nói bên ngoài Mà là lời nói của cô Tôi có nói gì đâu vừa rồi cô nói giờ cháu quẩy cháu trắng gì đó những câu lung manh như vậy cô học của ai vậy tôi tôi nghe người ngoài đường nói như vậy thôi ờ à, vậy sao chứ cô nghĩ sao bắt được rồi bắt được rồi <laughs> thường đại ca ủa đông duy với thư cô hồi phục rồi hả sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi thường đại ca cung chủ cung chủ đang giận dữ đó rốt cuộc huynh đã làm nè cô coi, coi đi tôi bắt được con gì cha đẹp quá chỉ gì bắt bướm thật sao Thường đại ca hay là quên đi nói với công chủ mấy câu đi À tuy à Cô xem chừng giúp tôi Tôi về nhà một lát Nhớ kỹ nhớ xem chừng đó Rất quan trọng đó Vị thường đại ca này thật là khó hiểu Công chủ giữ Quynh ấy ở lại để chọc giận mình Chẳng phải kỳ lạ hơn sao <cười> <cười> lần này thế nào đây ừ. Đó có tiêu quá khó lắm ừ. khó à. nhài lắm ừ. nói chỉ là nuốt ông ơi sao nuốt trọng đi ừ. lắm. có chuyện xảy ra đó à. chuyện gì không biết nữa đúng rồi không thấy có đúng hả Nhưng ừ. tôi là tôi thấy đúng lắm à, đúng rồi đã tội mạng quá xảy ra chuyện gì vậy anh tôi không biết tất cả chú ý đêm qua một số vàng trong sòng bạc của chúng ta bị đánh cắp trong phòng khách quý từ khi bức chị trang sẽ đến nay chưa từng xảy ra chuyện mất trộm tục ngữ có cầu biết lỗi mà sửa sách mặt thánh hiền ai ai đã làm chuyện đó hãy tự nhận lỗi đi trang chủ sẽ cho họ một cơ hội để sửa đổi nếu như kẻ nào không nhận lỗi <laughs> sau khi điều tra rõ Đừng trách bất kỳ trang vô tình Đó Lại Hỏi như vậy mà ai dám nhận Tiểu Ngư Không có chuyện gì cứ nói thẳng ra à, Không có, không có, không có Không có ý kiến <laughs> Xem ra các người đã hạ quyết tâm không chịu nhân tội rồi Nếu đã như vậy Chúng ta cứ bắt trộm lẫn quả ta Dạ Mau khám xét Khám xét đi Dạ không? Không. Lục bánh luôn. Không thấy gì hết á. Nát hết. Báo cáo mã tổng quản, không tìm, tìm thấy gì hết á vẫn còn một phòng <laughs> khám xét phòng của tôi ông đừng có hối hận đó <laughs> không khám thì mới hối hận thôi quá quá trời ấy. mùi thôi kỳ ấy trời ơi thôi quá trời à, xin lỗi xin lỗi nha không có người dọn dẹp mà bất nhị trang không có cung cấp nhân viên vệ sinh thôi <laughs> trời thôi thôi quá nè các vị có thích gì cứ lấy tự nhiên hả ê ê quên sơn quên xem. tôi sắp có mình mới rồi nếu còn tiếp tục khám xét không chừng quên sẽ có phòng mới Đấy đó <laughs> bằng chứng rành rành mà bắt hắn đi Để... không phải tôi mà tiểu ngư cho dù cậu có chối cãi lần này đã gặp rắc rối lớn rồi lớn lắm đó <laughs> các người lấy trộm trong trang đã phạm tội ác tay trời phạt đánh bà trăm trưởng không phải chứ cha con cảm thấy chuyện này đáng nghi lắm dù kỹ thuật tài chất phát con cho rằng không phải kẻ tham lam sẽ không lấy trộm đồ đạc trong trang đâu còn tiểu ngư thì bạn tánh xảo nguyệt nhưng mà được cái đẹp trai không dạy đến nỗi mang tan vật giấu trên giường của mình cho nên cá nhân con cho rằng ừ về chuyện này không tới lượt con làm chủ được lùi xuống đã tả cô nha cô là trứng không thể chọn dưới đá đâu cô đừng tốn công sức nữa hả trang chủ tôi vô kỵ xuất thân nghèo khó nhưng không phải là kẻ tham lam vô lại xin trang chủ cho chúng tôi ba ngày thời hạn chúng tôi sẽ tìm tên trộm thật sự <laughs> ăn cướp mà đòi la là ba ngày thời hạn các người đã trốn tới chân trời góc biển rồi trang chủ ê vô kỵ à huynh học ít hiểu kém hãy để cho thầy tiểu ngư dạy cho huynh bốn chữ Dung quan giá quả vô dụng thôi đi mất. ba trăm triệu chưa đánh mà đi à bắt họ muốn đánh tôi à trang chủ ông suy nghĩ cho kỹ nha nếu ông đòi đánh tôi vậy tiểu ngư tôi sẽ làm lớn chuyện đó hả cha đại hội liên minh sắp đến rồi nếu như làm lớn chuyện chỉ tổng hại đánh danh dự của bất nhị trang thôi <laughs> để cho đồng nghiệp cười chúng ta con nghĩ cứ đuổi họ đi là được rồi Được Nể tình song song Có thể tha cho trưởng hình Nhưng mà Phải lập tức đi khỏi bất nhị trang ngay <laughs> Vậy tôi đi trước nha Ý trang chủ Ông khỏi đi tiễn tôi hả? <laughs> đi mau đi mau Ê, ê, nè, 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 tiệm ừ. ngư Đợi đã, quên cho tôi đi theo quên nha <laughs> Quên đừng có như vậy nữa Coi chừng người ta cười đó Nè ừ. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm tốt mà <laughs> Tôi đi nha Các quên nên tự lo cho mình đi Bảo trọng nha Tôi cho là quên không dễ gì bỏ cuộc đâu Vậy ý của Huynh là kêu tôi đừng bỏ cuộc à Tôi không nói gì vậy Nhưng mà lời của Quynh nói Hình như có mang nội dung như vậy Ai nói chuyện cũng phải có nội dung Nếu không sẽ là dư hơi <laughs> được không cần biết ý của huynh là gì nhưng mà tiểu ngư tôi tuyệt đối không phải là người dễ bỏ cuộc đâu ừ? đi thôi Cô sao vậy? thật ra tôi không cố ý đuổi huynh đâu <laughs> tôi hiểu hết tất cả cô dĩ thoái di tiếng không muốn mong của chúng tôi nở qua chứ gì ngốc quá ý hôm nay tôi nói cô ngốc nghếch cô không có phản ứng sao cô ngốc thật hả <laughs> à, đi nha Tôi phải đi đây <laughs> Bất nhị ra Món nợ này Tiểu ngư tôi thề phải quay về tính Đi thôi Nè 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 Ăn đây ăn à, đây là... Là Ngon quá <laughs> à, qua bên này nè à, Dạ Ê, tiếp theo đây chúng ta phải làm gì làm sao mới có thể điều tra bí mật của bất nhị trang làm sao điều tra kẻ thù giết cha mẹ tôi đây còn nữa làm sao điều tra đại hội liên minh ai trời ơi ăn đi ăn đi món ăn ngủ hết rồi kìa vậy cố gắng trước kia đều là công giả tràng rồi tiếp theo phải làm sao đi ai trời ơi có gì đâu mà phải đầu rĩ tất nhiên là ơi, thức ăn tới rồi. Ê, tất nhiên là có thật mới giật được đảo chứ đại mày wow. quá sao quên lại kêu nhiều thức ăn vậy chúng ta lấy tiền đâu mà trả ai trời ơi yên tâm nè à, à, trời nhiều vậy hả à, à. thực sự lấy trộm vàng của bất nhị trang đó hả nè 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 sao Quỳnh không hét lên cho mọi người biết luôn đi Quỳnh đã đứng giữa đường nói với mọi người là tiểu ngư ăn trộm tiểu ngư ăn trộm dạ. đi à, đi à, thôi thôi, thôi. ăn à, đi ăn đi Quỳnh, sao dám làm chuyện như vậy trong cuộc đời của tôi bất mãn nhất là bị người ta vu quan họ dám vu quan giáo quả cho tôi lấy trộm vàng Tôi chơi trò sẵn tay bắt dê Thật sự lấy trộm của ừ. họ thôi Như vậy mới hết quan Trong lòng vừa dễ chịu vừa vững bụng hơn nhiều Sao hả? Có thông minh hay không? Huynh đó bị người ta du quan Còn có tâm trạng ngồi ăn no nê như vậy nữa Chuyện đó lớn lao cái gì Nói chung đâu phải làm lần đầu tiên Ý, Chính Huynh cũng du quan cho tôi giết cha mẹ của Huynh mà có phải không? Hả? Ê, à, nay chúng ta bị đuổi khỏi bất nhị trang Làm sao điều tra bất nhị trang được? Huynh à, cứ yên tâm đi Tôi á, thần cơ diệu toán nay mai tôi sẽ trở về bất nhị trang thôi quay về bằng cách nào cho tôi biết đi lạ thiệt sao đồ gà này khó xéo quá vậy ta hả ừ. ê sao nhiều thức ăn có vậy sao quên biết, biết chúng, chúng tôi ở đây, đây? Vậy? ê chuyện của các cậu tôi biết hết rồi quên biết được gì biết tôi là ăn trộm hay là biết tôi bị người ta du quang Cả hai đều đúng Cậu bị người ta vu quan trước Sau đó mới lấy trộm thôi <laughs> Tôi điều tra rồi Có một số vàng bị mất trộm Chẳng qua tiểu ngư thiếu hiệp là một người Có thù không trả quyết không bỏ qua đó thôi <laughs> Không nên hiểu tôi làm gì Nếu không tôi sẽ thật lòng thương yêu huynh đó Huynh đừng có điên theo hắn nữa Chúng tôi bị tống cổ rồi Kể cả chỗ ở cũng không có <laughs> Tự tôi sẽ có cách thôi Tôi nơi tính sao đây Tướng công của tôi bị mất tích hai ngày rồi Hoàn toàn không có tin tức gì Rốt cuộc bên ấy bỏ đi đâu tôi hoàn toàn không biết Tướng công của tôi cũng bỏ đi ba ngày Tới nay cũng chưa thấy về nữa ờ. Hả? Tướng công hai vậy mất tích hết hả? Ờ Chuyện này lạ thật cái ca cá tôi cũng vậy Hôm đó Quynh ấy đi mua vật tư Đến bây giờ vẫn chưa có trở về Cả nhà chúng tôi ai cũng lo hết cái ca cá của Quynh cũng là thợ xây dựng hả? Thì đó Tướng công của tôi cũng vậy á Hả? Tướng công của tôi cũng vậy đó Hả? Vậy là sao? Chết rồi Ê Tại sao có nhiều thợ bị mất tích vậy? Sao trùng hợp vậy? Ừ Có gì không? không có gì hình như đã tìm được gì đó nhưng không nắm bắt được ừ. ừ. loài bướm này đẹp thật đó ừ. đúng vậy tôi chưa từng được nhìn thấy loài bướm nào đẹp như vậy <laughs> Hẹn gì thường đại ca bất chấp mạo phạm cung chủ Nghe cô nói như vậy Thường đại ca vì mạo phạm cung chủ Hay vì bắt bướm vẫn chưa biết chắc được Cung <laughs> chủ. chủ Thả con bướm đi đi cho tôi Nhưng mà Nhưng mà thường đại ca dặn Đừng nhắc tên khoáng trước mặt của tôi Thả đi Dạ Xin lỗi nha Chúng tôi không thể chăm sóc cậu nữa Cậu cẩn thận đó Dạ yeah. Nè xem. Wow Wow, đẹp quá Ê, hình như là con bướm mà thường đại ca bắt đó Phải đó, giống quá Thật là kỳ lạ Loài bướm này 10 năm chưa thấy một con Vì mà bữa nay thấy hai con cùng lúc <laughs> Ủa, ừ? Tiểu Ngư, quên tới rồi à? Hả? Là thật sao? Là bướm của tôi. Hả? Đừng có bay. Nè. Nè, 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 đừng có xúc động như vậy chứ. trời. Ơi. Là con này sao? đây. Để cầm chắc nha. Ờ. Nè, sao cô thả con bướm của tôi vậy? Cô biết nó quan trọng lắm không? Là là công chủ kêu tôi thả đó đáng ghét mà tại sao bác tự yên phải thả con bướm của tôi tại sao vậy cô phải cô cũng như mọi người cho rằng nó tầm thường tôi cho cô biết nó không phải bướm tầm thường <laughs> mà là dạng qua lưu ly dạng qua lưu ly đúng vậy dạng qua lưu ly loài bướm này vô cùng hiếm có cả đời của cô nhiều khi cũng không gặp được một con tôi tốn biết bao công sức mới dụ nó tới đây được tôi không hiểu tôi làm gì cô buộc mà cô đòi thả đi cho bằng được cô tưởng cô là minh người công chủ cô thích làm gì thì làm tất cả mọi người đều nghe cô ít ra cô phải tôn trọng người khác tôi cho cô hay con bướm đó là của tôi không có lệnh của tôi không ai được phép động tới nó cô nghe thấy không tức quá mà Hả? Ờ. Thật ra vừa rồi tôi không có ý la cô đâu. Tôi, tôi chỉ cố tình giả giờ giận dữ thôi. Vậy sao? Thường xuân à? Quỳnh quá đáng lắm. Quỳnh mạo phạm cung chủ rồi. Hả? À? Quỳnh biết không? Trước đó Quỳnh đã vi phạm ba tội rồi. Là ba tội gì Thứ nhất, rõ ràng huynh biết huynh không am hiểu võ công Nhưng lại xả thân cứu thoát công chủ từ trong tay của cao thủ thiên môn Huynh không lượng sức mình Còn thứ hai cung chủ bị té xuống núi dẫn đến trọng thương Huynh có thể thừa cơ hội đó sàm sở công chủ Nhưng một người đẹp như công chủ đây Và mà huynh không động lòng, thật là quá vô lễ rồi Đủ rồi Thứ ba Hả? 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 Lần này ta chết cho các người Nhưng sau này tôi không muốn nhìn thấy người này nữa Nè, xin lỗi nha Lẽ ra cuối chửi này đánh tôi đó Ê, à, không có gì, không có gì Tôi cảm thấy rất vui mừng Tại người đàn bà hung dữ đó Từ lâu phải có người chửi ả cho ả biết lễ độ mới được Nè Cẩn thận, cẩn thận Sao cái cô này ở đây Không phải nó đi về bớt nhị trang sao À, đúng, 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 đúng ở Chúng tôi bị bọn người chẳng ra gì đó Cũng bất tâm bất tứ trang đuổi đi Không có chỗ ở Cho nên đến đây ở tạm mấy ngày thôi Hả, đây là sắp xếp mà quên nói sao Đúng vậy Chỗ này ha, vừa yên tĩnh, vừa sạch sẽ Giả lại, chỗ lý tưởng nhất chính là có dịp được ở chung với tử yên tỷ tỷ thêm một lần nữa à là quá tuyệt vời uhm? đừng hòng ở lại đây không cho nè đông duy Lát nữa mang hai bình hoa này đi nha tại sao vậy để ở đây đẹp lắm mà trời ơi cô không biết thôi tình rắc rối đó hay bị dị ứng lắm thường xuyên bị hắt xì tôi sợ lát nữa hắn hửi thấy phấn hoa đó à Nghe cô nói vậy cô hiểu rõ tên rắc rối đó lắm hả Tại vì Tại vì lúc hắn hát xì khó coi lắm Ồ Rõ ràng á, là bọn người đó vu quan giá quả Hiếm khi thấy Du Kỳ thật lòng thảo luận với họ Và kêu quan nữa Quá hèn hạ Nhất định phải tìm cho được kẻ lấy trộm số vàng đó Cho hắn một bài học để trả thù Dung Quynh Cô phản ứng như vậy có quá lắm không Ê Chẳng lẽ cô đã thương tiểu người tôi rồi hả Ơ, Này, nè, này, nè, này, này. cô làm thật sao Phụ tôi đùa với Quỳnh hả N Nhìn bộ mặt của cô sẽ ở giá cả đời Không ai lấy cô đâu Đứng lại Đứng lại Này 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 Đứng lại Xong xong. Ừ. Quý làm gì vậy Tôi làm gì hả Tôi có làm gì đâu ừ. Ra đây wow. Sao cứ như đòi ăn thịt tôi vậy Ê, 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 cô đi đâu vậy Cô ăn lê không Tôi không ăn lê gì của huynh đâu Nè Mà sao cô biết chúng tôi ở đây vậy Nguyên cầu cho tôi biết Tôi cứ nghĩ Một người háo sắc như huynh Đã thanh tâm quả dục bắt đầu từ khi nào vậy Thì ra Trang đầy sắc xương Cô nói vậy ý là sao Vừa rồi quên và vị cô nương đó Không phải chơi với nhau vui lắm sao Chơi Thôi đi cô hai Ả à, rắc rối lắm Ả à, ở không cho nên đến dọn về phòng ốc giùm tôi Tuy phòng tôi có bừa bãi một chút Nhưng ít ra tôi biết đồ tôi để ở đâu Nhưng mà cô ấy nhúng tay vào thì tôi không tìm thấy gì hết Cô nghĩ có rắc rối hay không <laughs> Tất nhiên là tôi không biết được Tôi không bao giờ phụ người ta dọn dẹp phòng đâu Công việc của đệ tớ tôi không bao giờ làm Đúng là không biết xấu hổ gì cả Nè sao cô lại nói người ta không biết xấu hổ Tôi không phải là nói cô ấy Cho dù tôi nói cô ấy thì sao chứ Nè chẳng qua chỉ nói đùa thôi tôi và tử yên y như quân đệ vậy cô ấy phụ tôi dọn về phòng thôi sao cô chữ người ta đại tiểu thư không thể tùy tiện chữ người ta đâu <laughs> hả đây là lỗi của tôi được chưa tôi có lỗi với cô gái tên tử yên đó xin ừ. Ừ. lỗi ừ. nha nữ nhân đúng là rắc rối <laughs> tìm tôi có chuyện gì đâu có nếu như cô muốn trò chuyện tôi trò chuyện với cô cô muốn không không muốn không sao đâu trời ơi cô nhanh tay lên có được hay không tôi buồn ngủ lắm rồi chờ đi nếu không quynh kêu song song tiểu thơ đó vô dọn đi hả à, sao cô lại nhắc cô ta vậy cổ thương quynh mà <laughs> không thể nào ý bây giờ cô nói đùa có phần hơi tiến bộ rồi đó quynh nhìn mặt tôi có giống nói đùa hay không tôi khẳng định cô ấy thương quynh đó cổ thương tôi ở chỗ nào làm sao tôi biết hoàn toàn không có manh mối gì cả nhưng mà tôi thật sự không quỳnh đó vừa muốn làm phong lưu tiểu tử vừa muốn không chịu trách nhiệm làm gì có chuyện tốt lành như vậy tôi không dọn nữa quỳnh tự dọn đi ê nè 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 là ai Thường đại ca Quỳnh đến đây làm gì Không may để công chủ phát hiện Sẽ ra rối cho Quỳnh đó Tôi đến đây để tìm cổ Tôi có chuyện cần nói với cổ Không thể nào Cung chủ sẽ không gặp Quỳnh đâu Tôi sẽ đứng bên ngoài cửa Nói cô ấy vài câu rồi đi Đa tạ cô quan tâm còn đến đập mạng sao Chuyện hôm nay là lỗi của tôi Tôi đến đây để xin lỗi cô Cung chủ Tôi có một lời yêu cầu Tôi tha chết Huynh Huynh còn dám đòi hỏi tôi sao Nếu như tôi có thể giúp cô hồi phục dung nhan Thì cô có thể Cô có thể nhận tôi làm đệ tử Cho tôi theo cô được không Dư hơi Minh Nguyệt Cung tôi Xưa nay không nhận năm đệ tử đâu Vậy Phong Du Khuyết thì sao Quỳnh ấy cũng là đệ tử của Minh Nguyệt Cung Công chủ à Chỉ cần được làm đệ tử của Minh Nguyệt Cung Cô kêu tôi làm gì cũng được mà Quỳnh chỉ biết ăn không ngồi rồi Không xứng đáng làm đệ tử của Minh Nguyệt Cung chúng tôi Quỳnh được dư hơi Trước khi tôi đưa ra quyết định giết Quỳnh Quỳnh mau xéo khỏi đây đi hôm khác mua đã ra à? mua cải đi cải hôm nay ngon lắm đó ừ. có thấy ngon đâu sao cậu nói vậy chứ cải của tôi vừa hái trong vườn mà thật sao ngon lắm nhưng mà tôi đây chỉ muốn hái cây cải giống như cô thôi bởi cô tươi hơn cây cải nhiều à, 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 à. có phải huynh không chọc ghẹo phụ nữ thì không sống được không <laughs> à, mấy ngày nay tâm trạng của vô ka ca không tốt có phải bị ai đó bỏ rơi hay không đúng là khó hiểu mà ê ê nè nè ây da, ây da, đau đâu đi đau đi. đi không có ngân lượng rồi đến hồng điệp gì chúng tôi hưởng thụ à lần sau ngươi còn đến đó Ta đến gãy chân của ngươi luôn đó Thường xuống ây. liệu hồn á nè quý sao vậy đi tìm kỹ nữ hả hả, hả? hả? là các cậu hả các cậu tới thật đúng lúc ê đừng có rời đừng có rời chúng đi nè đó, 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 đó. Hồng, điệp. hồng điệp hồng điệp Ta đến rồi hồng điệp ơi hồng điệp hồng điệp nào vậy à chắc là ở trong đó có một vị cô nương tên là hồng điệp hmm. chẳng lẽ hồng điệp cô nương đó còn đẹp hơn minh nguyệt cung chủ hay sao đẹp hơn hay không thì tôi không dám chắc có lẽ cô gái này hung dữ hơn người đàn bà hung dữ đó rồi không thể nào cũng đúng không có người đàn bà nào có thể hung dữ hơn cô ấy được <laughs> vậy là cậu không hiểu rồi hồng điệp không phải là cô gái mà là lá màu đỏ lá, lá màu, màu đỏ, đỏ? đúng vậy lý do mà hồng điệp diện có tên là hồng điệp diện á chính là vì phía sau giường có một cây lá toàn màu đỏ hồng điệp đúng vậy trên cái cây đó mọc toàn là lá thôi nếu lấy lá đi phơi khô rồi mang đi phá hả mùi thơm thật tuyệt hảo dưỡng thần tịnh khí quý giá vô cùng thì ra thường xuân thích uống trà theo tôi nghĩ á là gái giả trai thôi cho nên không hiểu được đàn ông tôi nghĩ cái gì hết uống trà là cớ thôi kiếm đạo chính là thật chứ trời Tên thường xuân này đúng là quá đáng mà. Đúng vậy, không có tiền còn đòi tìm cô nương, đúng là quá đáng mà. Sai rồi, hả? Không có tiền đòi tìm cô nương cũng đành, đi tìm cô nương mà không dẫn theo tôi, chuyện đó mới quá đáng đó. <cười> <cười> Trời ơi, lạ thiệt, không biết ai đã chọc giận vô kỹ thiếu gia, khiến huynh phải kéo dài cái mỏ như vậy. Ê, này này này. Tiểu Ngư. Ờ. Lát nữa cô tới tìm tôi, đừng nói tôi ở trong phòng nha Tiểu ngư à, Xin hỏi sư thái, tiểu ngư có ở trong phòng không? À, A-di-đà-phật Tiểu ngư sư phụ nói cô ấy không có ở trong đó Hả? Người tu hành không dám nói dối Tiểu ngư thí chủ không muốn gặp cô nương Mời cô nương đi về cho Tiểu Ngư Tiểu Ngư cũng bước ra đây Tiểu Ngư Tiểu Ngư Tiểu Ngư Tiểu Ngư quên mở cửa ra Tiểu Ngư ờ, à, tôi, tôi, tôi bị bệnh rồi Cô quay lại sau đi Hả? Quýnh bị sao vậy? À, tôi bị mọc trái rạ sẽ lại cho cô á à, tôi không sợ tại tôi mọc qua rồi cô mở cửa cho tôi vào đi ờ à, trời ơi không được đâu cô đi về liền đi sao mình cứ tránh mặt tôi vậy cô đừng ép tôi mà cô đừng để bám theo tôi có được hay không tôi bị cô dùng vào chỗ chết rồi cô vừa nói gì tôi có dùng ép quên đâu cô bảo nó rõ với tôi đi mở cửa ra Hả? À. À. Ủa? Ủa? chuyện gì vậy Để... làm ơn làm ơn lát gặp song song đừng nói cô biết tôi đang ở đâu nha tiểu ngư tiểu ngư muốn trút giận thì dùng nó ra ta đi mỗi khi tôi thấy không vui thì tôi luyện kiếm tại vì lúc luyện kiếm sẽ giúp tôi quên hết mọi phiền não sao không không sao luyện kiếm mà sao tránh được <laughs> sau khi đổ mồ hôi tôi thấy nhẹ nhõm nhiều rồi quỳnh đó lần sau đừng dùng cách này ăn ngủi người ta nữa ừ, tôi tôi cũng biết gì tôi chỉ biết luyện kiếm thôi có lẽ trong cuộc đời của con người ta Chỉ cần biết một thứ là đủ rồi ừ. Tâm trạng cô thanh thản hơn rồi Tiểu ngư đ... Chính vì tâm trạng thanh thản hơn nhiều Cho nên cũng đừng nhắc con ấy nữa Tại sao Quỳnh tốt với tôi vậy? Thực ra Tôi không phải là một cô gái dễ tiếp xúc cô có biết không từ nhỏ tôi đã sống trong rừng chỉ có cha mẹ không có bạn bè tiểu ngư là người bạn đầu tiên sau khi tôi xuống núi cô tiểu giang và tôi cũng là bạn bè tôi nghi ngờ cha cô có dính líu đến cái chết của cha mẹ tôi tôi mà đối địch với ông ấy sẽ khiến cô khó xử Quynh yên tâm. Không phải cha tôi. Nhất định không phải cha tôi. <laughs> Nếu cô đã nói như vậy, thì nhất định không phải rồi. Ừ. <laughs> thế Vô kỷ thiếu gia luyện kiếm siêng năng thiệt đó Để tôi kể chuyện vui cho Quynh nghe nha Để Quynh thư giãn Ngày xưa ngày xưa Có một người đi ngang qua hàng trái cây gian đường Nhìn thấy rất nhiều loại trái cây ngon Muốn mua một ít về cho mẹ của mình ăn Do đó hắn hỏi bà bán trái cây Thưa bà số trái cây này của bà bán hết bao nhiêu tiền Bà ấy nói tôi mua cúng Phật chứ không phải để bán <laughs> Quynh sao vậy Chuyện tôi vừa kể không được vui à Được tôi sẽ kể chuyện khác cho Quynh nghe có một người vợ nói với chồng mình Chàng biết không, chàng đã thay đổi cách suy nghĩ của Thiếp Tại sao vậy? Tại vì xưa nay Thiếp không tin âm tàu địa phủ tồn tại Sau khi Thiếp lấy chàng, Thiếp đã tin rồi <laughs> Nè Hôm nay huynh sao vậy? Cứ yên như phụ nữ đang giận hờn á. Hả? Nè, chúng ta là huynh đệ Có chuyện gì không thể nói với nhau chứ Ôi <laughs> nè Huynh muốn giết tôi hả? Huynh còn nhớ tại sao tôi đòi giết huynh không? Cha mẹ của huynh không phải do tôi giết chuyện đó huynh biết mà <laughs> nhưng huynh từng hứa với tôi những gì huynh hứa giúp tôi tìm ra tên hung thủ nhưng huynh tự nhìn lại mình xem huynh chẳng làm gì hết hàng ngày mà lo chuyện của đàn bà ngoài ra chẳng làm gì cả huynh có biết mình đang làm gì không thì ra huynh vì chuyện đó hả Chưa. vẫn còn một chuyện nữa chuyện gì nữa đây chuyện của tôi huynh không lo thì cũng không sao tự tôi có thể điều tra nhưng mà mong huynh đừng hại song song Quynh vừa nói gì Cô ấy Cô ấy thương Quynh đó Làm gì có Ê, hey, Quynh cứ hay như vậy Lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ Không nghĩ đến cảm nghĩ của người khác Nếu Quynh không thương cổ Đừng nên gần gũi cổ Quynh làm vậy là đang hại cổ đó Tôi hy vọng Quynh đừng hại cổ nữa Làm gì có Có lẽ Có một chút chút á À, dạ mời à hai vị khách quan à, mời vô đây chỗ này chỗ này cho dĩa bò sao cả ơi à, dạ à, dạ mời ngồi à, xin hỏi hai vị hai vị dùng gì uống rượu gì à, cho tôi một cân thịt bò một món cá một bình rượu ngon giờ và... à, nói chung là có món gì ngon cứ mang lên hết cho tôi tôi đãi khách à, dạ à, rõ ơ <laughs> nè tiểu nhị hả <laughs> cho thêm bốn con bào ngư và bốn à, chén súp di cá nha đại thiếu gia sao lại tới trễ như vậy điện <laughs> cậu <laughs> <laughs> vô kỵ lâu rồi không có gặp huynh đó <laughs> hey, tôi gặp lại huynh tôi vui lắm nè à, à. vừa kêu bào ngư vừa kêu di cá luôn bắt huynh à, đãi tôi tôi thấy ngại lắm đó hả à, gì kỳ vậy chẳng phải huynh đãi hay sao tôi trước khi bỏ đi huynh có hứa rồi mới đây quên rồi hả tôi phải vất giả điều tra giùm huynh huynh đáp lại tôi như vậy sao hey. nè tôi nhờ huynh làm có chút việc à vậy mà huynh đòi tính với tôi sao bạn bè cái kiểu gì vậy À được, được được được, một giá một, quỳnh sáu tôi bốn, nhưng bữa này do quỳnh đãi, nếu không tôi không cho quỳnh biết cái gì hết đâu Được thôi, phải tùy theo huynh điều tra được gì, chúng ta tính là sao Thứ nhất, đại hội liên minh đổ phường đang được tiến hành ráo riết, tất cả mọi người trong bức dị trang đều đầu tắt mặt tối Ừ, chuyện này thì ai cũng biết hết, chia 5 năm năm à, à. à. ừ. Thứ hai, mấy ngày qua trong trang không có xảy ra chuyện gì lạ hết, có kỳ lạ không Không có gì cũng mang ra nói sao, chia bốn sáu À, 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 còn nữa Trang chủ đã dọn đại sư huynh Trong ngày triển khai đại hội Thay mặt bức vị trang thi đấu Thông tin này có đáng bữa cơm không Đáng cái đầu của huynh đó Tôi đã đoán trước được rồi Chia ba bảy Sao lại chia ba bảy Ông huynh ăn khỏe hơn tôi mà Ai... Chờ, không thể nào Nhìn thân hình cũng đủ biết rồi Chia chín một Nói bậy không mà à, ừ, <laughs> Tôi giảm cân rồi Giảm được hai cân luôn Hả à? <laughs> Tiểu Ngư Ừ xin lỗi nha tôi đã trách lầm quynh rồi thì ra quynh giao cho nguyên cầu lén điều tra giùm quynh tôi còn tưởng quynh không để ý đến nữa à, không sao đâu quynh đệ mà Ứ? nếu là quynh đệ lần sau cơ món rẻ tiền thôi tiệc giải quà ăn bao nhiêu đó thôi may cho quynh rồi đó <laughs> à, chúng ta không ở bất nhị trang làm sao điều tra được nếu như bất nhị trang, thực sự có âm mưu gì đó, mùng 8 tháng 8 sắp đến rồi, xem bộ đại hội liên minh không có phần tham gia của chúng ta. Quỳnh cứ yên tâm đi, Quỳnh Quỳnh mất một chuyện vô cùng quan trọng rồi. Chuyện gì? Ừ? Đó chính là… tôi, tôi là tiểu ngư thiếu gia, tốt trí đa mưu, đẹp trai, lanh lợi. Ừ. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của tôi hết, yên tâm đi. Hả? Nhưng mà tôi… Nè, đi đi. Bên đó đông người quá, Đã... qua xem đi, đi. Đã... Đã thả tôi ra đi thả tôi ra. ra thả tôi ra kiến đi vô không có tiền mà đòi uống hồng trà chết đi cho rồi đáng ghét thiệt Ê. ý Ê. 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 Vụ, vụ án tái, tái diễn. diễn tìm qua ơ à, không 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 tìm lá tìm lá cho tôi xin hồng điệp đi ủa ừ là cái cậu hả? À, không, phải không, không phải tôi. Không phải tôi. Khoan đi, khoan đi, khoan à, đi. này 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 sao quên lại rờ tôi vậy? Mẹ tôi nói không ai rờ tôi phải lấy, lấy, lấy tôi luôn. Cả hai mẹ à, này, 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 này. Hết rồi. Hỏi quên ấy, hỏi quên đấy. hỏi quên Mà tôi tiền gì? Con cậu. Được 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 Trời ơi, hay quá, hay quá. Đa tạ nghe, đa tạ, đa tạ, đa tạ. Hồng Điệp ơi, sắp đủ tiền rồi, Hồng Điệp. <laughs> <laughs> dạo này thường xuân hay đến hồng điệp diện rốt cuộc quân ấy đang làm gì vậy còn làm gì nữa à, tôi nghe nói các cô gái ở trong hồng điệp diện đẹp lắm đó không, không 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 thể nào tại vì trước kia chưa từng đi mà dạo này thường xuyên nhất định là có vấn đề gì rồi ai trời ơi có đôi lúc đó, đi tìm các cô gái thư giãn chuyện đó cũng bình thường nhưng mà Hả? lấy tiền của chúng ta đi vui chơi khiến cho chúng ta không vui Quỳnh ấy lo vui chơi một mình như vậy là quá đáng lắm À? À, à. À, này vô kỹ à, hình như khí hậu hôm nay mát lắm ha mát lắm đó à, à, chúng ta đi dạo chơi đi thành công rồi thành công rồi thành công rồi nè 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 chuyện gì thành công vậy à huynh thành công dụ dỗ cô gái người ta chứ gì trời ơi cô chủ kéo à, à. xéo đi Cũng. Tôi chán ghét nhất bọn đàn ông dơ bẩn hả? Hả? Quỳnh quên tắm hả? hả Chúng tôi không phải các cô nương trong hồng điệp diện Các người nên tự trọng chút đi hả? Hả? Thì ra là vì chuyện đó hả Trời ơi cung chủ à Không phải tôi đã từng nói tôi không muốn nhìn thấy Quỳnh Tại tôi chưa từng quen biết người có hành vi bẩn thiểu như Quỳnh Quỳnh muốn tôi giết Quỳnh phải không Trời ơi cung chủ à quan cho tôi Thật ra tôi không như cô nói đâu Tôi đến đó vì cái này Cô nhìn đi đó chính là lá cây của cây xích ảnh thụ hàng năm xích ảnh thụ ít khi mọc lá cho nên rất quý giá tôi trả bao nhiêu tiền hồng điệp diện cũng không chịu bán trừ phi tôi đến đó uống rượu với cô nương của họ thôi à quỳnh nói thật hả quỳnh tới hồng điệp diện chỉ để lượm lá cây thôi sao thì đúng vậy đó nè lá cây xích ảnh thụ này cộng thêm dạng qua luli chính là thần dược để trị tóc bạc cũng là mồi thuốc cho linh lung tương phi đơn chỉ cần lấy phấn trên đôi cánh của dạng qua luli sau đó bào chế với lá xích ảnh thụ và các loại thuốc bắc khác sau khi uống vô được hai canh giờ có thể tóc bạc thành tóc đen dung nhan như xưa à cung chủ hình như cô trách làm thường xuân rồi nếu như huynh xem tôi là trò đùa tôi sẽ hạ sát huynh trời ơi nếu cần đồ cho vui á tôi đi hồng điệp viện rồi à, tôi xin lỗi nha ta đã nhốt cậu bấy lâu nay bây giờ có thể thả cậu bay đi rồi bay đi À. À à, mình người cung chủ đúng là danh bất hư truyền vừa ra tay đã đánh cho mình chặt khớp kỹ xương Hừm. quả như nhẫn tâm ác độc mà thật ra cũng không thể nói như vậy nếu mà cô ấy thật sự ra tay chắc mình chết từ lâu rồi cô ấy đối xử với mình cũng đâu có tệ xong rồi trời ơi trời, trời ơi mình khờ thiết mà trước tiên phải hướng sương mù để rửa mặt cho sạch sau đó lấy linh lung tương phi đơn một nửa để uống một nửa để đắp mặt trước sau đắp làm ba lần hai canh giờ sau sẽ thấy hiệu quả Hả? Wow. Nè Không phải chứ à, Đúng là y như tạo quá Hồi xuân tái tạo wow. Có thể nói thường đại ca diệu thủ hồi xuân đó wow, Vậy là thành công tốt à, đẹp rồi ai, ai, ai. Hôm nay chúng ta phải ăn à. mừng ăn mừng Hôm nay sẽ do tuyệt sắc mỹ nữ Minh Nguyệt công chủ chúng ta đãi ăn Ăn một bữa cho thật vui vẻ <laughs> yeah. Từ nay đến mùng 8 tháng 8 Vẫn còn 15 ngày ừ. Tôi phải nghỉ người để lấy sức Các người đi đi Nè 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 Không phải chứ Hiệu quả tốt như vậy Dù sao cũng phải đãi ăn yến xào bào ngư gì đó chứ hả Quên đi theo tôi Hả Ờ à. Nè 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 Cung chủ hung dữ kia Chắc không phải cô sợ người ta biết cô từng có ba cọng tóc bạc Mà giết người bị đầu mối chứ Sao cô lại nói nhiều như vậy Có bị đầu mối thì bịt quên trước <laughs> không có đâu, không có đâu Xưa này tôi nói ít lắm Chẳng qua tôi vừa ăn hột vịt ung thôi hmm. Hmm. Công chủ Thật ra cô không cần đa tạ tôi Tôi thấy cô được như vậy Tôi rất vui Ờ à. Quynh không sợ tôi giết Quynh sao? À, nếu cô giết tôi Sau này ai sẽ giúp cô hồi phục dung nhan? Quynh biết tôi ghét nhất là gì không? Là thiếu nợ người ta Nhưng mà Có một loại người tôi không sợ Đó là người chết Ngoài ra còn có một loại Đó là bạn bè Nếu không cô đâu đó tôi điều trị cho cô à tốt hơn quỳnh hãy nhớ kỹ xưa nay bổn cung không chịu điều kiện của bất cứ ai quỳnh đừng tưởng quỳnh giúp tôi thì sẽ có được ích lợi gì đây là ngọc lộ tán của mình người cung mà phải đây là liệu thương bí dự của mình người cung không dễ gì có được vừa uống vừa thoa trong vòng ba ngày ăn chay cai rượu sẽ hồi phục ngay quynh đừng hiểu lầm tôi đưa thuốc cho quynh là vì tôi còn có chuyện cần đến quynh ờ à, à, không hiểu lầm không hiểu lầm gì hết kéo hồ lô thật sự không hiểu tôi cứ tưởng sau khi trị khỏi người đàn bà đó ít nhiều gì cũng có chút sửa đổi nhưng vẫn đáng ghét như thực cô ấy đã làm gì cho Quynh buồn vậy nè ả à, đường đường là cung chủ của minh nguyệt cung có lý nào một bữa cơm một bữa cơm cũng không chịu đãi nữa à... thật vậy sao Quynh lẩm bẩm suốt từ sáng đến giờ <laughs> chỉ vì một bữa cơm mà thôi sao nè sao lại là một bữa cơm là một buổi yến xào bào ngư đó đại ca ơi sau khi tới chỗ quái quỷ này Tôi chưa từng ăn một bữa nào cho đau hồn hết Nói tới đây Gợi cho tôi nhớ lại tôm sông của Long Dương Trấn Cô gặp hách của Đại Đỗ Phường à, Còn có canh cá lóc do đậu đậu nấu à. Hình như tôi đang nghe thấy đậu đậu Kêu tôi vô uống canh thì phải wow. Wow, Y như thật vậy Quên nhìn đi cô ấy bên đó kìa Nè Tiểu Ngư Tiểu Ngư Tiểu Ngư Vừa rồi còn thấy quên ấy đứng đây Tại sao mới đây lại biến mất vậy Vậy là sao Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. À. Nè, tại sao huynh sợ cô ấy dữ vậy? Tôi đâu có sợ cô ấy. Ê, huynh không sợ cổ sao tránh mặt làm gì? Ờ à, tôi không sợ cổ đâu. Chẳng qua Trời ơi, tôi là tôi, cổ là cổ. Thường ngày á rủ nhau đi uống trà thì không sao. Nhưng mà nghĩ tới cô ấy yêu thương tôi Ê, Nhưng tôi thấy nổi và gà hết Tôi thấy huynh cũng thích cổ đeo bám mà Cổ có đeo bám tôi hay không cũng không sao hết Nhưng mà cổ thương tôi thì không được còn nữa nha tôi là một con chim không có đôi chân tôi nghĩ tới chỗ nào thì bay tới chỗ đó bay đến chỗ nào thì sống tại Ê, đó thôi, thôi được không... thôi được quên đã nói như vậy á bây giờ chúng ta đi được chưa đi hả? 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 hả bay bay không có thành ý sao chạy nhanh dữ vậy <laughs>